Hello tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng có lấy cho khách một đôi giày. Mọi người có thể thấy đôi giày với một chiếc hộp rất là đẹp. Đố mọi người biết đây là giày của hãng gì ạ? Chắc chắn là mọi người không lạ gì nữa, bên Hùng chuyên Li-Ning. Và đây chính là một đôi giày Li-Ning cao cấp. Đôi giày này tên là Falcon Eagle. Có lẽ nó được lấy từ cảm hứng, nó được thiết kế từ cảm hứng hình ảnh con chim đại bàng. Và cũng xin giới thiệu với mọi người là đôi giày này đang được vận động viên cầu lông đơn nam hàng đầu thế giới, đó là Ginting, đang đi. Vậy thì đôi giày này nó có cái gì đặc biệt thì mọi người cùng với Hùng khám phá nhé. Hùng sẽ chỉ quay một video ngắn để ngay lập tức bây giờ Hùng sẽ phải gói hàng để gửi cho khách hàng Hùng, vì anh ấy đang kêu là anh ấy sắp đánh giải nên là Hùng không thể để lại đôi giày này để giới thiệu kỹ hơn cho mọi người. Nhưng thực ra là với video này trong khoảng vài phút Hùng sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người. Đây, một chiếc hộp xốp màu đen rất là đẹp với biểu tượng Li-Ning ở đây. Mặt trên đây chữ Trung Quốc thì cái này Hùng không dịch được. Cái tiếng, cái từ bèng rất ấn tượng, từ bèng này chắc là tiếng trong tiếng người ta, chắc là tiếng đập cầu người ta mô phỏng làm bèng hay là tiếng gì đấy. Ok, mặt này có cái lỗ để chúng ta có thể, chắc là cũng có thể xách sỏ dây vào xách hoặc là nói chung đơn giản là mở nó ra một cách dễ dàng. Và mã của đôi giày đấy AIR001. Đôi giày này thì có giá gốc nó lên đến 1099 tệ. Đây là giày cao cấp, thì nếu tính theo tỷ giá Trung Quốc thì nó rơi vào khoảng 4 triệu tiền Việt nha mọi người. Nó size 8 UF, size 41. Đấy. Đôi này thì nó có cái biểu tượng gì đó Li-Ning, nhưng mà cái biểu tượng này là biểu tượng nó, chắc là nó đại diện, nó thể hiện một giải đấu gì đó, theo Hùng là thế, giải đấu cầu lông gì đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng bóc em nó ra. Đấy, ở bên trong này thì nó có cái đấy, biểu tượng rất là đẹp. Những cái đôi giày cao cấp, những cái bản limited, những bản giới hạn các thứ thì nó hay có cái biểu tượng như này. Như đôi limited này màu vàng ngày xưa Hùng bán có biểu tượng như này, là 5 sao ở đây. Nó hộp thì nó như đây mà nhìn giống với lỗ thông khí nhưng mà hình như không phải. Đấy, và nó mỗi một chiếc giày thì nó còn có một cái túi đựng chiếc giày riêng. Bây giờ quan trọng là này, hộp giày toàn diện nhá. Đây có hình ảnh sân cầu lông luôn này. Hộp giày rất là chất. Đôi giày này mọi người nghĩ là có đắt không ạ? Nếu mà Hùng báo giá Hùng tin là anh em sẽ thấy nó rẻ. Đấy, và đặc biệt là đôi giày này cũng số lượng về rất là ít thì rất là hiếm. Ok, đây là nhân vật chính của chúng ta, Li-Ning AIR001 à. Vừa nãy đọc mã cho mọi người đấy, AIR001 nhá. Đấy, màu trắng và màu vàng. Ấn tượng đầu tiên của Hùng về đôi giày này, đầu tiên là cái hộp, và cái điều thứ hai đó là đôi giày này rất là nhẹ, nhẹ bẫng luôn mọi người ạ. Đó, đôi giày này cực kỳ nhẹ luôn. Và nó rất là thoáng, các chất liệu của nó đều được làm rất là thông thoáng, nhiều lỗ thông khí. Và các chất liệu của nó rất là mềm mại và thoáng. Đó. Chất liệu và công nghệ nó giúp đôi, gần như nó tối ưu hóa cái độ, cái khối lượng cho đôi giày khiến đôi giày nhẹ. Về mặt đế thì nó là cao su đồng màu, cao su chống mài mòn. Nó có công nghệ carbon probalock, đây là công nghệ ổn định mặt đế được kết nối ở phần gót và phần trước giày để giúp đôi giày ổn định, cũng như là hỗ trợ cho lực bật và hỗ trợ cho tiếp đất, cho giảm chấn. Ngoài ra công nghệ carbon fiber cũng có tác dụng ổn định và truyền lực. Công nghệ carbon fiber, đây là miếng carbon. Carbon nó có cái độ truyền lực rất là, nó độ truyền lực rất là tốt và độ bền, độ đàn hồi cũng tốt, nên là những đôi giày cao cấp thường có. Và đôi giày này sử dụng cái công nghệ giảm chấn mà rất ít đôi giày có, chỉ những đôi giày cao cấp nhất của Li-Ning mới có, đó là công nghệ giảm chấn Lightform. Công nghệ giảm chấn Lightform này là một công nghệ giảm chấn với khả năng hấp thụ lực siêu tốt, và đặc biệt là nó rất là nhẹ. Đó, tại sao người ta dùng công nghệ này vào đôi giày này? Vì họ muốn tối đa hóa cái khối lượng, tối ưu hóa khối lượng của đôi giày. Đấy. Nó cảm giác Lightform nó gần giống như chất liệu xốp, nó rất là nhẹ và êm. Đấy mọi người. Lightform nó gần giống, cảm giác mình thấy nó giống giống như kiểu xốp ấy. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là xốp nha mọi người. Đây là công nghệ đặc biệt của hãng Li-Ning, công nghệ chất liệu mà người ta phải rất là mất bao nhiêu công sức người ta mới nghiên cứu ra. Về chất liệu da thì là chất liệu da trơn và có các lỗ thông thoáng khí đây. Nó được dệt rất là chắc chắn. Đấy. Tất cả những về chất liệu, về giảm chấn, thiết kế nó đều được tối ưu hóa để cho đôi giày nó nhẹ nhất. Đôi giày này cầm nhẹ bâng luôn mọi người. Đi vào chân sẽ rất là nhẹ và uyển chuyển. Về mặt phía bên này thì nó có ép thêm hai miếng da ở đây. Thì đây chính là cái công nghệ túc tiếp. Một là nó tăng độ bền ở phần má của đôi giày. Cái thứ hai nữa là nó giúp chống cái việc chúng ta di chuyển bị dê vào mòn má với hai miếng nhựa như này. Đấy, nó sẽ đỡ bị chờm khi mà chúng ta mài, nó không bị chờm vào da phía trong, dẫn đến các lỗ thủng hay là bị xước, các vết trông rất là xấu. Đó mọi người. Đây đôi giày nhìn theo ông thấy thì nó khá là đơn giản và rất là nhẹ, nhưng mà có rất nhiều công nghệ ở đây. Đôi giày cao cấp, số lượng hàng về thì cũng không nhiều, và Hùng cũng đang để một mức giá ưu đãi rất là tốt, chỉ dưới 2 triệu để sở hữu đôi giày này. Và Hùng cũng sẽ chỉ nhận đơn với khách hàng nào chuyển tiền trước cho Hùng nhé. Hùng sẽ để giá tốt nhất nhưng yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước. Đó, vì số lượng hàng nó giới hạn nên là Hùng
không muốn bán kiểu ship code, nó rất là mất thời gian. Và nếu mà ship code thì Hùng sẽ không để được mọi người giá tốt lắm. Đó. Để được giá tốt nhất thì mọi người nên chuyển khoản trước cho Hùng. Đôi giày rất là nhẹ. Đôi giày này Ginting đang đi nhá. Vận động viên Ginting đang đi chính xác 100% là đôi giày này luôn. Ngoài ra đôi giày này đang có bản rút gọn. Bản rút gọn của nó thì bên Hùng cũng đang bán rất là chạy. Anh em nào không đủ tiền mua bản full thì mua bản rút gọn cũng được. Bản rút gọn cũng khá là nhẹ và cũng rất là đẹp, cũng đầy đủ công nghệ chống lật giảm chấn, đi cũng rất là sướng. Nhưng mà bản full này dĩ nhiên là nó sẽ vượt trội hơn và có ưu điểm hơn nhiều rồi. Hùng sẽ xin phép mấy phút để ra kia lấy cái bản rút gọn cho mọi người, quên mất không chuẩn bị sao. Ok mọi người, đây là đôi giày bản rút gọn, thì hộp nó chỉ bằng cắt tông như này thôi. Đây, đây là đôi bản rút gọn. Đôi này cũng khá là nhẹ, nhưng mà không thể nhẹ bằng đôi kia được. Đó, đây là bản rút gọn, rẻ hơn, giá chỉ hơn 1 triệu một xíu. Cũng có công nghệ Proban Lock nha mọi người, ổn định mặt đế các thứ nha. Giảm chấn thì nó dùng công nghệ Lightning Cloud, không dùng Lightform. Nó sẽ nặng hơn một chút. Đôi giày cũng có mặt má cũng để chống xước, cạnh, nói chung là cũng rất là đẹp. Đấy, đây là bản full. Còn đây là bản rút gọn. Đấy, cả hai đôi đều rất là đẹp. Đấy thì anh em cân nhắc. Bản full thì nó đắt hơn bản rút gọn khoảng hơn 800.000. Đấy nên anh em có thể cân nhắc là lấy bản full hay bản rút gọn. Đây đôi bản rút gọn này bên Hùng đang bán rất là chạy. Đang bán rất là chạy, cũng rất là đẹp, đôi giày đẹp. Nhìn keo kiếp của nó cũng rất là chỉnh chu. Nói là ít đôi giày nào Hùng thấy keo của đôi giày nó chỉnh chu và đẹp như này. Đấy thì Hùng xin phép kết thúc cái video này tại đây, để bây giờ Hùng còn lên Hùng còn gói hàng gửi đi cho khách ngay. Người anh ấy kịp đánh giải, cảm ơn mọi người rất nhiều. Người muốn mà giá tốt nhất thì chuyển khoản trước nhá. Số lượng cũng rất là ít, anh em nào thích thì liên hệ Hùng ngay. Cũng hiếm lắm thì Linh Ninh mới ra những cái đôi giày nó gọi là đáng mua như này, dưới 2 triệu là rất là đáng tiền. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Anh em nào muốn đi giày giống vận động viên Ginting thì đặt hàng ngay nhá. Bye bye mọi người.